Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Oleksii's or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Ổ lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Ổ lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đả, đàn vọng, chiêng, khen. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Âm nhạc Ổ lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca Quan Họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra, còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hô quạng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay. Trong âm nhạc dân gian Âu Lạc, lý là một loại hát phần lớn dựa trên những câu ca dao, thể thơ lục bạc, lời nhạc có lúc nhanh lúc chậm, theo điều ca ngâm lên hạt lý của đến hàng trăm điều. Bài hạt lý thường diễn tả những hình ảnh và tình cảm trong đời sống qua lời ca giản dị. Thêm vào đó là âm điệu nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người nên rất được ưa chuộng. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Gửi Người Ở Lại, thể loại hạt lý, do Thanh Hải Vô Thường Sư phổ thanh ca khúc và trình bày. Gửi Người Ở Lại được dựa trên một thi phẩm do Thanh Hải Vô Thường Sư sáng tác tại Munich, Đức Quốc trong tuổi thanh xuân. Khi Ngài sắp giả từ cuộc sống hôn nhân ấm êm để dựng thân lên đường tầm đạo, tình nghĩa phu thê vốn tha thiết nhất nên không có cuộc phân ly nào không đau lòng, nhất là với người phối ngẫu mà Ngài hết mực yêu thương và tôn trọng. Vì hạnh phúc của muôn loài, vì tình thương quả báo la, nên trái tim Phật đã chọn lựa con đường hy sinh cao cả. Nhưng trái tim người cũng có những nỗi xót xa riêng. Lần đầu tiên khi hát lên bản nhạc này, trở về những rung cảm ngày xưa, Ngài đã vô cùng xúc động. Một vị Phật không hề trở thành gỗ đá, mà trải lại vẫn đầy đủ những tình cảm như mọi người, để cảm nhận và cảm thông trong từng cùng những âu lo, thống khổ của thế nhân. Được sự cho phép quý báu của Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư, chúng tôi xin trân trọng trình chiếu trích đoạn của bài ca lý Gửi Người Ở Lại, do Thanh Hải Vô Thường Sư trình bày lần đầu tiên trong nỗi niềm xúc động. Toàn bộ bài nhạc sau đó sẽ được lặp lại với giọng hát của Ngài khi được thâu âm lần thứ hai. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ai ơi, xin bớt ta chứ cũng nhẹ, ô tang tình tang đôi ơ niềm, ô tang tình tang nắng ăn nắng tình lạc, nắng ăn nắng
ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang. Ai đi nương ảnh đào vàng, ai về mà chiếc vòng ô tang tình tang trần vàng. Ô tang tình tang mình một mình tình lạc mình một mình. Ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang. Thấy có hoa vườn xưa chưa hiếu quạnh. Ô tang tình tang buồn ở nhà. Ô tang tình tang không vắng không tình lạ không vắng không. Ô tang tình tang tình tang ở tình ô tang tình tang. Dù ta tìm sắc đang ở đông cùng em chưa theo giọt. Ô tang tình tang lệ nồng ô tang tình. Xót xa tình lạ xa xót xa. Ô tang tình tang tình tang ở tình ô tang tình tang. Xin chi trong cõi ta ba cho người mà nhỏ lệ. Ô tang tình tang cho ta tình tang. Lòng tình là lòng nào lòng. Ô tang tình tang tình tang ở tình ô tang tình tang. Kiếp nào hứa hẹn thủy ở chung mà nay vương vấn. Ô tang tình tang bao vòng. Ô tang tình tang duyên tơ duyên tình lạ duyên tơ duyên. Ô tang tình tang tình tang ở tình ô tang ai ơi xin bớt ưu phiền cho ta mà cũng nhẹ. Ô tang tình tang đôi niềm ô tang tình tang. Nắng ăn nắng tình là nắng ăn nắng. Ô tang tình tang tình tang. Ai đi nương ảnh đào vàng, ai về mà chiếc bồng. Ô tang tình tang
trăng ở vàng ô tan tình tan. Mình một tình là mình một mình ô tan tình tan ở tình tan ở tình ô tan tình. Bao giờ thành đạo quang minh, ta nguyện trở lại ô tan tình tan, ô ô tan tình tan. Người đó người tình là người đó người, ô tan tình tan tình tan ở tình. Ô tan tình tan, ô tan tình tan. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gửi Người Ở Lại, thể loại hát lý của Âu Lạc do Thanh Hải Vô Thường Sư sáng tác và trình bày. Kính xin cảm tạ Thanh Hải Vô Thường Sư đã đặc biệt cho phép chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh chia sẻ nhạc phẩm vô giá và đầy cảm động này. Sự hy sinh và tình thương vô biên của một vị minh sư ngay từ thời tuổi trẻ, chốn trần gian không ai có thể thấu hiểu vẹn toàn. Dù thế, sau bao năm tháng, Ngài vẫn tiếp tục ban phát ơn lành cho vạn sinh linh trong sự âm thầm, nhẫn nại và vô điều kiện. Kính xin cảm tạ Ngài luôn là tấm gương khuyến khích những gì cao đẹp, thăng hoa, như những dòng thơ tiếng nhạc và những tình cảm xuất phát từ trái tim con người đã được Đấng Thiêng Liêng sáng tạo tuyệt vời. Một thể loại âm nhạc dân gian gắn liền với nền văn minh lũ nước ở Âu Lạc, Việt Nam. Các điệu hò thường là nhịp cầu giao cảm tâm hồn và người hò có dịp gửi gắm tâm tình vào từng câu, từng chữ. Hò có khi là bài hát đơn ca, cũng có lúc là cuộc đối đáp giữa hai bên nam nữ hoặc nhiều người. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức bài hò Nam Bình qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thu Hằng. Thank you.
là nơi có nhiều loại hò và nhiều giai điệu nhất. Thí dụ, trong những lúc làm công việc thường nhật, người dân có hò tạt nước, hò xây lúa, hò giã gạo. Khi chèo thuyền thì có hò mái nhì, hò mái đáy. Khi leo dốc thì có hò leo dốc. Ngoài ra, còn có hò hụi, thường được hát trong lúc làm việc nặng như đập đá, để quên đi nỗi cực nhọc. Trong lúc hát có một người hát chính và những người khác phụ hòa theo. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức bài hò hụi Bình Trì Thiên qua phần trình bày của cả ca sĩ Trung Hậu, Đào Đức, Thanh Thủy và Đông Quân. Biết ai mà này là hù là khoai, lợp miếu mà thiếu trắng này thiếu ngói này là hù là khoan, xây thành mà thiếu vôi này là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan là hù là khoan, khoan người khoan người họ khoan hết khoan rồi tôi hù
sâu nì, là hù là khoan. Chồng đi cày mà vợ đi cày nì, là hù là khoan. Con trâu mà đi bừa nì, là hù là khoan. Quan người quan người họ khoan, là hù là khoan. Quan người quan người họ khoan. Hết khoan rồi tới hùi rồi, hết hùi rồi lại khoan nì, là hù là khoan. Quan người quan người họ khoan, là hù là khoan. Quan người quan người họ khoan. Biết mà khoan rằng nì, khoan tới mà khoan lui nì, là hù là khoan. Khoan anh mà chưa vợ nì, là hù là khoan. Khoan o mà chưa chồng nì, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tới hùi bơ, hết hùi rồi lại khoan nì, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan. Biết em về nì, là hù ngoài mà thanh toàn này, là hù là khoan. Cho anh mà theo bởi, là hù là khoan. Chờ một đoàn mà cho vui nè, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tới hùi bơ, hết hùi rồi lại khoan nè, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan. Khoan rằng nì, là hù là khoan. Khoan tới khoan lui nì, là hù là khoan. Khoan anh mới chưa vợ nì, là hù là khoan. Khoan o thì chưa chồng nì, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tới hùi bơ, hết hùi rồi lại khoan nì, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan. Theo với, là hù là khoan. Chờ một đoàn mà cho vui nè, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan. Hết khoan rồi tới hùi bơ, hết hùi rồi lại khoan nè, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan, là hù là khoan. Khoan người khoan người họ khoan. Ca Huệ là một hình thức âm nhạc, từng trình diễn chỉ riêng cho hoàng tộc và quan lại thượng hoàng, nhưng ngày nay đã trở thành một nghệ thuật truyền thống, tiêu biểu của sự Huế thơ mộng của miền Trung Âu Lạc. Bối cảnh thưởng thức ca Huế thường là một gian phòng nhỏ ấm cúng, một góc vườn xinh xắn hay một khoang đò trên dòng Hương Giang êm ả. Nội dung những bài ca Huế chuyên chở tình cảm đậm đà, tha thiết, nói lên nỗi buồn vui của kiếp người và ngợi ca cảnh sắc thiên nhiên, lấy ngoại cảnh để diễn đạt nội tâm. Ca Huế có nhiều làng điệu khác nhau như Cổ Bảng, Phủ Lục, Long Ngâm, Hành Vân, Nam Ái, Tương Tư Khục. Làng điệu Long Ngâm trong ca Huế bao gồm 24 câu, mang tính chất vừa bi ai, vừa trang nghiêm. Kính mời quý vị thưởng thức bài Long Ngâm sau đây qua phần trình bày của ca sĩ Thu Hiền. Hãy
Châu văn hay hạc văn là một nghệ thuật dân gian cổ truyền của Âu Lạc, phối hợp lời hát và động tác. Đây là hình thức lễ nhạc dùng để tán dương công đức của các vị thần, các vị anh hùng dân tộc hay tổ tiên. Hạc văn là một hình thức ngâm tụng, âm nhạc mang nhiều tiết tấu, âm những và cường độ khác nhau. Vì thế giai điệu của hạc văn khi thì mượt mà, khi lại dồn dập. Hạc văn ngày nay không còn hạn chế trong phạm vi nghi lễ, mà được xem như một hình thức ca nhạc dân gian lành mạnh, vui tươi. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức bài hạc văn Lời ca sông Hương qua phần trình bày của nghệ sĩ Kim Hồng. Làng
Cảm tạ quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay, giới thiệu một số thể loại âm nhạc dân gian miền Trung, Âu Lạc Việt Nam. Tiếp theo là Trường Chay, Lối Sống Cao Thượng, Sâu Tinh Đáng Chú Ý trên truyền hình Vô Thường Sư. Cô chúc quý vị luôn được gia ân với chân thiền mỹ từng giây phút trong đời sống. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's program, introducing some Central Alexis or Vietnamese traditional folk music genres. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after Noteworthy News on Supreme Master Television. May you be graced with truth, goodness, and beauty in each moment of your life. Farewell for now. Chỉ thấy có hoa vườn xưa chữ hiếu quẩn, ô tang tình tang buồn ở nhà, ô tang tình tang. Không vắng không tình lạ, không vắng không ô tang tình tang. Tình tan ở tình ô tan tình tan. Dù ta tiêm sắc gan ở đông, cùng em chứ theo giọt ô tan tình tan lệ nồng ô tan tình. Xót xa tình lạ, xa xót xa ô tang tình tang, tình tang ở tình ô tang tình tang. Xin chi trong cõi ta ba cho người mà nhỏ lệ ô tang tang tình tang cho ta ô tang tình tang. Lòng nào lòng tình là lòng nào lòng ô tang tình tang.